Hey. kính chào tất cả các bác nhá. ngày hôm nay thì là một ngày rất là tuyệt vời à, khi mà em lại vừa về được thêm một à, lô đèn, một lô đèn à, nó sử dụng cho ba cho sàn các bác ạ. đấy và con này của nó thì hoàn toàn là anh em thọ chưa vệ sinh, chưa lau chùi bụi bẩn các bác nhìn thấy không. đấy em kéo ra và test luôn. Ê, vừa nãy thì à, em cũng đã à, test qua một à, đoạn à, nhạc cùng với lại ánh sáng khi mà những con đèn này chạy với chế độ auto. Đây, và nghe theo nhà cảm ơn và các bác cũng rất là thông cảm khi mà cái nền nhà nhà à, em hiền nó là cái trần màu đen Thế nên các bác cảm giác là khi ánh sáng của nó là cái độ lan tỏa nó sẽ thấp hơn so với lại cái không gian trong gia đình nhà bác nhưng dù sao vẫn phải test để tất cả các bác chúng ta cảm nhận thấy là cái đèn này của nó là cái ánh sáng rất là đẹp đó và giới thiệu đến tất cả các bác đây chính là à, những à, chiếc đèn à, à, mini led đấy, moving à, hết tức là dòng này của nó là full led hết các bác nhá lấy cho anh một chiếc vẫn còn nguyên hộp ra đây để các bác nhìn thấy. Đấy những chiếc này thì nó đã sử dụng ở trong ba trong sàn rồi các bác ạ. Đấy hệ thống uh, làm việc của nó tất cả là full LED hết. Và con này thì các bác có thể nhìn thấy được Đấy, đây là đường dây uh, kết nối này, giữa đèn nọ đèn kia với nhau này. Đấy đây là đường in này, đây là đường ao này. Và ở đây này nó còn có những chiếc, đấy vẫn còn nguyên hộp nguyên kiện. Đấy em tách ra cho các bác xem. Đây là những chiếc đèn dự phòng ở trong ba các bác nhá. Vẫn còn những chiếc cực kỳ là mới luôn. Đấy đây là những chiếc còn cực kỳ là mới luôn người ta đóng vào trong này người ta cất người ta giữ để trong cái quá trình mà sử dụng Đấy, không may cái đèn nào mà nó bị hỏng đèn nào nó bị lỗi thì người ta sẽ mang người ta thay thế ngay lập tức còn những chiếc này thì em đang để cho các bác với mức giá rất là tốt thôi tất cả các bác ai là những người mà chơi trong phân khúc gia đình đây các bác nhìn đây Đấy, led moving h7 con này của nó thì giá mới rất đắt các bác nhá led moving h7 đây có vẫn còn dây nguồn này vẫn còn bát treo này đấy và con này khi mà mang về đến Việt Nam thì nó vẫn còn nguyên hộp nguyên kiện như thế này các bác nhá đấy mới không hạt bụi các bác ạ mới không hạt bụi và dòng này ra mới của nó rất là đắt bởi vì nó là dòng đèn chuyên nghiệp mà bỏ lại cho bác xem này em đấy, dòng đèn chuyên nghiệp à, chính vì vậy mà tất cả các bác chúng ta là những người mà đang chơi à, cả karaoke gia đình đấy, chơi à, à, âm thanh rồi mà các bác lãng quên mất một việc đó là sắm cho mình những chiếc đèn để tạo những cái hiệu ứng ánh sáng thứ nhất là đẹp thứ hai là chuyên nghiệp thứ ba là chúng ta tạo cho mình một cái sân khấu đấy một cái sân chơi khi mà các bác hát đấy các bác nhậu à, nhiệt thì nó sẽ truyền cho các bác một cái niềm cảm hứng là chúng ta lúc nào cũng có một cái sân chơi y như những sân khấu chuyên nghiệp thì đây chính là chiếc đèn millilit moving Head đấy con này giá mới nó cũng tầm khoảng à, đâu đó 6 triệu các bác nha đấy nhưng mà những chiếc mới toanh toàn toàn như thế này thì em cũng sẽ để cho các bác giá tốn tốt hơn một chút Đấy, còn những chiếc mà nó hơi bụi bẩn như thế này Đấy, em sẽ lau chùi vẫn còn mới kính con Đấy, vẫn có dây nguồn điện cho tất cả các bác Và với mức giá rất là tốt thôi các bác Đấy, những chiếc đèn này của nó là màu đen Các bác ạ à. những chiếc đèn màu đen này thì em đang để cho các bác với giá là 850.000 đồng một chiếc Các bác nhá 850.000 đồng một chiếc Vừa nãy thì các bác cần xem lại hiệu ứng Trên này của nó tất cả mắt của nó là mắt full LED Thế các bác nhưng mà nó tạo ra những cái hiệu ứng âm thanh Hiệu ứng ánh sáng full màu khi được kết hợp các bác có thể sử dụng chế độ auto, auto tức là nó sẽ có một cái lập trình chạy tự động các bạn. còn nếu như mà các bác muốn để chế độ cảm biến theo nhà thì ở đây trước khi gửi đi cho các bác là em sẽ để tất tật, tật là chế độ cảm biến theo nhà, tức là khi nào có nhà thì cái đèn này nó mới chạy, còn khi nào không có nhà thì đèn này nó dừng lại. tức là có tiếng động, có tiếng ồn là nó chạy hết. còn đối với những con vẫn còn nguyên hộp nguyên kiện như thế này các bác nhá, vẫn còn nguyên phát treo, và nguyên phát treo và nguyên cả dây nguồn thì em để cho các bác với giá là 950 một chiếc các bác ạ. Anh em ai lấy hai chiếc thì để cho các bác với giá 1 triệu 8. Còn đối với con đèn này 850 một chiếc. Đấy, anh em ai lấy hai chiếc thì em để cho các bác với giá là uh, 1 triệu 6 nhỉ, 1 triệu 6 một cặp. Đấy và các bác ơi, đấy năm hết tới đến, đến nơi rồi. Đấy cũng chỉ còn khoảng uh, uh, 4 tháng đấy là chúng ta lại đón một mùa xuân mới rồi. Đấy và chắc chắn một điều là đến Tết thì chắc chắn anh em cũng sẽ không mua được những cái loại đèn như này đâu. Bởi vì đèn là nó có thời điểm. Những cái ba cái sàn người ta tháo ra thì em hiền mua được. Còn nhìn chung những chiếc này của nó thì còn mới kính con các bác nhá. Đây là hoàn toàn chưa vệ sinh, chưa lau chùi. Còn khi anh em thọ mà gửi đi cho các bác là sẽ vệ sinh, lau chùi và thậm chí nó còn mới như một chiếc đèn nó vẫn nằm trong hộp như thế này các bác nhá. Đấy, tất cả cái này của nó là chạy full LED, hiệu ứng ánh sáng rất là đẹp và cái này à nó sẽ giúp cho tất cả các bác tiết kiệm điện tối đa có thể còn những dòng đèn đời cũ thì nó sử dụng bóng halogen bóng tóc nốt bóng cao áp thì nó rất là tốn điện và nó rất là hại về cái ánh sáng đấy cho nên là các bác yên tâm những chiếc đèn này em để cho các bác với giá cực kỳ là tốt và trong những ngày tới đây thì em hiền còn có cho các bác những dòng micro body một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ đức dòng này chạy chuột con luôn rồi các bác này đấy, và tay chân của nó đây đấy dòng này của nó thì tất cả những tính năng hiện đại đấy ba đi nó sẽ không bao giờ làm cho tất cả các bác thất vọng anh em ai quan tâm đến dòng micro ba đi ai biết về dòng micro ba đi một thương hiệu đến từ đức đấy đưa cái đầu thu đây và các bác ai mà có nhu cầu mua bộ micro này em chỉ để cho các bác với giá là một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng thôi tất cả những tính năng hiện đại nhất đấy các bác ai muốn trích má cốt má vạch các bác chỉ cần quét đây ra đúng hãng của ba đi luôn một thương hiệu rất nổi tiếng đấy, đẳng cấp của đức và các bác nhìn này Đấy nội thất ruột gan này. Rất nhiều bác bảo là lý do tại sao tôi cứ nhìn thấy cái keo nó nhom nhem ở đây. Thì em nói luôn nhá. Đấy, ba đi nó là hàng hãng, đấy sản xuất bằng nhà robot. Chính vậy xung quanh tất cả các chân hộp sóng này là nó sẽ nhỏ một lớp keo. Đấy mà trong cái quá trình sử dụng thì những cái keo này bám bụi vào các bác nhìn thấy. Còn trước đây là nó sẽ là keo trong các bác nhá. Đấy ruột gan của nó mềm mạch cực kỳ xịn sò. Đấy với mức giá chỉ có 1 triệu à, 750 000 đồng tặng pin bao ship trên toàn quốc tất cả các bác ai quan tâm đấy thì có thể liên hệ còn đối với đèn thì, thì, anh em ai quan tâm thì có thể gọi điện qua số điện thoại là 0923 993 993 em để ngoài tiêu đề các bác nhé. Đấy, đây số điện thoại này các bác. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã xem video. Đấy, và mua cho mình một cặp. Đấy, đối với cặp và không có hộp thì là à, 850 một chiếc. Đấy, và 1 triệu 6 một đôi. Còn với chiếc đèn này thì là để cho các bác với giá là 950 đúng không? 950 một chiếc. Đấy, và 1 triệu 8 một đôi vẫn còn nguyên hộp luôn các bác nhé. Xin chào tất cả anh em.